Hello, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay ốm mới dậy làm video được các bạn ạ. 3 ngày rồi chưa ra video. Thì hôm nay mình có một cái mạch chống hú cũng như là kèm theo một cái mạch revert dành cho mạch loa kéo này cũng như là âm ly. Thì hôm nay mình sẽ test thử và xem nhé, để xem cái mạch này thì thực sự nó có chống hú hay không. Đây, mạch chống hú này của bên cái Tâm Mao Audio website đây. Ok, thì video này mình sẽ test thử nhá. Cái này thì chống hú cho âm ly các bạn ạ. Nó chống hú kèm theo có cả revert luôn. Để mình khui siêu kiểm tra hàng rồi này. Một cái mạch này sẽ được bán ở bên này nhá. Bên tammaoaudio.com này này. Đó. Cái mạch này thì bên này thiết kế các bạn ạ. Thiết kế và tự làm 100% luôn. Đây. Nguồn của nó chạy là từ 5 đến 15V. Có thể lắp được cho mạch loa kéo và cho âm ly nhá. Mấy ốm dày vẫn chưa khỏi khàn dòng quá ạ. Để xem có dây gì đi kèm nào. Dây nguồn và dây nào này. Chỉ có như vậy thôi. Đây là chỗ này là sách hướng dẫn nhá. Đó. Thì đây là cách đấu nối trên cái bo mạch này. À, đây là một số cái sản phẩm mới chứ. Như là ở đây thì mình thấy là mạch Echo Revert này. Bên này là mạch Revert này. Dưới này mạch chống hú FBX kèm theo cả revert này. Ở đây là cách đấu nối của cái mạch này. Ở đây đấu nối trên âm ly này. Chỗ này là đấu nối vào mạch loa kéo. Đấu nối vào cái này nhá. Thì ở đây mình sẽ test thử với cái mạch loa kéo này để xem thử như thế nào cái đã. Rồi hôm nào thì mình sẽ test thử ở trên âm ly nhá. Nếu mà test thử trên này ngon ấy, hôm nào mình sẽ đấu vào âm ly các bạn ạ. Tại vì là mình muốn thay đổi cái âm ly nhà mình. Âm ly của nhà mình thì không có revert. Cũng như là nếu mà một số cái mic đều ấy thì nó sẽ bị hú. Về trên cái mạch này thì mình đã có revert rồi các bạn ạ. Mạch loa kéo này thì có revert này. Nhưng mà mic thì nó vẫn bị hú nhá. Để tí nữa thì mình sẽ test thử và xem. Ở cái mạch này thì sẽ có một cái volume của revert này. Decay này. Cái này là cái để điều chỉnh cái độ hay của cái revert ấy. Độ nhảy của revert. Bên này là có một cái công tắc để tắt bật on up này. Đó, on up của cái revert này nhá. Để cái này các bạn bật revert lên hoặc là tắt revert đi này. Rồi thì... chỗ này là sẽ có jack nguồn này, jack này là jack out nhá. Jack này thì nó sẽ đi từ cái đường âm ly vào, ví dụ như là đường của loa kéo này, đường mic của loa kéo nó đi vào đây, sau nó sẽ đi ra này. Đó. Ở đây thì nó sẽ là cái chân nguồn, nguồn của nó là 5V đến 15V nhá, có thể gắn vào bình ắc quy cũng như là nguồn trực tiếp ở cái biến áp này luôn, của cái nguồn của loa kéo này luôn. Ở đây cái mạch này thì mình thấy bên này quảng cáo là bên này từ sản xuất 100% luôn các bạn ạ, từ sản xuất và lắp ráp luôn này. Mạch được hoàn thiện khá là tốt. Đấy. Tí nữa mình sẽ test thử xem thế nào nhá. Đấu nguồn vào và test thử xem thế nào. Ở đây thì mình thấy chất lượng mạch khá là đẹp đấy. Nếu mà Việt Nam mình mà từ Hàn ghép thế này là cũng gọi là đẹp rồi đấy. Hàn mấy con IC này mà làm được những cái đường chân thế này là rất ok rồi. Cái này thì mình lấy về để hôm nào mình gắn vào âm ly nhá, chứ không phải gắn vào cái mạch loa kéo này đâu. Nếu mà gắn hay thì mình sẽ gắn vào đây luôn. Cái loa kéo này của mình thì nó bị cái mạch loa kéo này này. Cái mạch loa kéo này thì của mình nó bị một cái hiện tượng là cái mic nhỏ quá ạ. Cái mic nhỏ không biết là gắn cái mạch này vào thì nó có bị giảm đi hay không. Thôi thì cái này mình sẽ test thử nhá. Cái này mình sẽ test thử ở trên cái mạch này cái đã. Nếu mà mình cảm thấy ok thì hôm nào mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối vào mạch âm ly nhá. Đó thì mình đã đấu loa kéo xong rồi này. Thì bây giờ mình sẽ test thử nhá. Nếu như mà mình bật mắc volume của cái mic này lên thì nó sẽ bị hú nhá. Rồi sau đó là mình sẽ đấu cái mạch này vào thì xem nó có cải thiện hay không nhá. Thì hôm nay giọng của mình hơi ốm ốm một xíu các bạn ạ. Đang khàn khàn giọng, mấy ốm dày mà. Nên là mình test thử các bạn thông cảm nhá. Loa của mình này, micro này. Bật đây này. Alo, alo, alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 6. Alo, 1, 2. Đó, mình phải dơ mic ra xa một xíu các bạn ạ. Không nó bị hú ngay. Các bạn nghe trong video nó bị thấy nó rít ấy. Alo, 1, 2, 3, 4, 6. Đặt mic kìa ra nhá. Để mình cho các bạn xem bên trước này. Đây, micro thì của cái mạch này thì nó hơi bị bé các bạn ạ. Nên là mình có bật max volume lên. Đấy, cho delay thì mình có sẽ để đi này. Revert mình tắt đi nhá. Cái này revert mình tắt đi này. Delay với cho mình để khoảng tầm này nhá. Tầm khoảng hướng 11 giờ. Còn cái này thì mình phải bật max volume lên con ạ. Tại vì cái mic của nó hơi nhỏ. Chép này, bát này. Ok, bây giờ mình bật lên nha. Alo. Đấy, nó sẽ bị rít ngay con ạ.
Ở đây thì mình sẽ để nguyên cái tình trạng này nhá, để xem tí nữa mình sẽ test thử với cái mạch này là xem nó có bị rít như thế này hay không nhá. Mic mình để tầm này nó bị rít ngay này. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4 5 6. Đấy, nó bị rít ngay. Đó, thì nó sẽ bị cái hiện tượng nó rít ngay. Ở đây thì mình đang test thử ở trong phòng ấy, nên là cái diện tích của cái phòng mình nó khá là nhỏ, nên là cái mic này nó sẽ bị hú ngay các bạn ạ. Nếu như mà mình test ở ngoài thì sẽ không bị cái hiện tượng hú như thế này đâu. Còn ở trong phòng thì nó sẽ bị cái hiện tượng này nhá, tại vì là cái phòng nó nhỏ ấy, nó sẽ bị dồi cái tiếng này. Alo 1 2 3 4 5 6. Đó. Ví dụ như bình thường mà các bạn bị hú thì các bạn sẽ bị giảm xuống cái chét này xuống một xíu này, hoặc là giảm e choi lại nhá. Alo 1 2 3 4 5 6. Thì nó sẽ đỡ hơn các bạn ạ. Nhưng mà mình sẽ tăng lên đúng như hồi nãy mình nhá, khoảng tầm mà hướng 12 giờ hoặc 11 giờ này. Đó. Để nguyên cái tình thế như thế, à để nguyên cái nguyên trạng như thế này nhá. Tí nữa mình sẽ test thử quán xem là xem không có revert này, cũng như là có revert thì nó như thế nào. Ở đây revert mình tắt rồi nhá. Con này thì cái mạch này nó có revert các bạn ạ. Nên sẽ mình sẽ tắt cái revert này đi. Đây mình sẽ thử lại quán xem nhá. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo 1 2. Alo 1 2 3 4 5 6. Mình phải cho nó xa xa ra các bạn ạ. Phải xa ra thì nó đỡ bị dính hơn. Đó, nhưng mà nó vẫn bị dính nhá. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo 1 2 3 4 5 6. Alo alo. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ gắn thử cái mạch này vào. Gắn thử cái mạch này vào để xem nó có chống hú hay không này, và cái revert của nó như thế nào. Trước tiên thì mình sẽ để nguyên cái hình, để nguyên cái trạng thái như thế này này. Mình sẽ gắn vào với cái đường mic này. Ở trên nhà sản xuất thì người ta, ở bên đây thì người ta đã hướng dẫn qua rồi. Chỉ cần cắt bỏ cái đường out của trên cái đường mic này là được. Đường out của trên cái đường bo mic này là được nhá. Để xem nào. Đây, trên này nó có một cái đường out đấy các bạn này. Đó, nó sẽ có một cái đường out 2 này này. Mình nghĩ là cái đường này nó sẽ là đường mic ra nhá. Ở đây nó có một out này, 2 out này, 3 out này, KC out này mình cũng chưa biết là như thế nào. Nhưng mà mình sẽ lấy một cái đường out thôi. Dây này thì cái mic này thì mình cũng chưa rõ quá đâu, tại vì ở đây nó có hai cái đường out, ba cái đường out luôn. Mình thử lấy với cái đường out thứ nhất này nhá, đường out out 2 này nhá, để xem thử như thế nào. Mình nghĩ là cái tiếng mic nó nhỏ là nghi là do là cái bo mạch này nó không phải khớp với cái bo mic này. Mình nghĩ là như vậy các bạn ạ. Tại vì nó có 4 dây mà. Thôi thì mình sẽ test thử nhá. Mình sẽ đấu thử và xem thế nào rồi đó. Nguồn nuôi của nó là cái nguồn 15V các bạn này. Đây mình sẽ ...15V này. Đây chính là nguồn nuôi này. Dương ở chỗ này này. Để xem trên cái bo này nó có một cái nguồn nuôi ở chỗ nào nữa hay không. Ở đây sẽ có một cái nguồn nuôi nữa các bạn ạ. Mình sẽ đo thử cái nguồn này nhá, ở trên cái bo mạch này này. Để xem thử bên này là nó là bao nhiêu volt. Ở đây mình sẽ có một cái nguồn nuôi 12V ở chỗ này các bạn ạ. Dương ở bên này này. Cắm vào đây luôn, rất là tiền luôn nhá. Ở trên mạch loa kéo thì cực kỳ tiền luôn các bạn ạ. Ôi nhưng mà nó bị ngược chân rồi. Để mình xem lại nào. Dây này không phải các bạn ạ. Các bạn để ý nhá, trên cái mạch này nếu như mà quản đấu sai dây ấy thì nó sẽ bị cháy luôn. Bên này người ta đã khuyến khích này, cảnh báo đây này. Mạch này chỉ chạy ở nguồn dương B. Có nghĩa là cái dương B này các bạn này. Đó, cái dương B này các bạn đấu sai thành âm là nó sẽ bị cháy ngay. Không được cấp nguồn âm B này. Cấp nguồn âm B là nó sẽ cháy ngay này. Đó, các bạn để ý nhá. Như vậy là cái dây này người ta hàn sai được các bạn ạ. À đây, đầu này sẽ đúng này. Đó. Dương ở chỗ này đây là dây dương đây. Dây G này là dây âm này, là dây mát đấy. Thì tương đương ở trên này cũng vậy các bạn, trước khi gắn vào mạch loa kéo ấy thì các bạn phải đo thật là chính xác nhá, kiểm tra thật là chính xác. Đó. Dương này này. Âm ở bên này này. Nếu mà các bạn kiểm tra sai là đấu vào nó hỏng ngay đấy, mất cái mạch mấy trăm nghìn. Rồi, cắm vào. Mạch hoạt động qua này. Tiếp theo cái đường out của cái mic này
thì mình phải cắt bỏ đi quan ạ. In vào là dây màu đen này, out ra là dây màu đỏ. Thì mình sẽ cắt bỏ cái này đi. Dây vàng này nó chính là sẽ là cái nguồn out ra này. Và nguồn out ra thì mình sẽ đấu vào đây. Dây đỏ thì mình sẽ đấu vào đây nhá. Sẽ cắt cái này đi. Mình sẽ thử cắt với này dây này nhá, để xem mic nó có hoạt động hay không rồi đó. Phải kiểm tra là cái đường mic nhá. Alo, alo. Đó. Nó bị mất tiếng đấy các bạn ạ. Thì chứng tỏ là cái dây vàng này chính là cái dây out nhá. Dây vàng này nó sẽ chính là dây out ra này. Đó là cái dây out đây này, mình sẽ đấu cái này. Đây. Dây màu đỏ mình sẽ đấu vào cái dây out phía bên này. Dây màu đen nó sẽ là chính là cái dây in ở chỗ này. Ok rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bật lên này. Bây giờ là cái mạch của mình nó đã hoạt động rồi nhá. Đó, thì mạch bây giờ mạch revert của mình nó cũng hoạt động luôn này. À, mạch chống hú của mình ấy. Nó sẽ có cái đèn màu xanh đấy các bạn này. Trên đây nó sẽ là có cái mod để còn chuyển này, đó ấn này. FX1 này, FX2, FX3, FX4 này. Mình sẽ thử từ 1 đến 4 nha. Ở đây nó sẽ chuyển sang 4 này. Đấy, còn để ý nhá. 1 này, đó. Ở cái đèn màu xanh này thì nó sẽ là FBX1. Bây giờ là nó đang nhận rồi nhá. Thử xem bây giờ nó có bị hú hay không nhé các bạn. Alo, 1, 2, 3, 4, 6. Alo, 1, 2, 3. Alo. Wow. Mình cảm tưởng như là cái mic của mình nó, cái tiếng nó được to lên các bạn ạ. Alo, 1, 2, 3, 4, 6. Alo, 1, 2, 3, 4, 6. Vẫn bị hú một tí nhá, nhưng mà nó sẽ bị cắt ngay luôn, không bị hú rít lâu các bạn ạ. Ví dụ mình thử nhá. Đó. Nó cắt luôn nhá, nó không bị rít lâu các bạn ạ. Chỉ mic vào loa này. Nếu như mà bình thường cái mạch loa kéo của mình mà không không để cái này ấy, thì nó sẽ rít rất là mạnh luôn nhá. Nó vào nó rít rất là râu. Nhưng mà đây mình nghiêng vào nó cắt luôn này. Alo. Alo, 1 2 3 4. Ở đây mình thấy cái tiếng mic của mình được nâng lên rồi các bạn ạ. Alo, 1 2 3 4 6. Đấy các bạn thấy chưa? Cái tiếng mic của mình được nâng lên các bạn ạ. À qua cái mạch này cái tiếng mic của mình được nâng lên này. Alo, 1 2 3 4 6. Đây mình vẫn để nguyên cái như ban đầu nhá. Mình chỉ mic vào đây thì nghe này. Đó. Nó sẽ không bị hú nữa các bạn ạ. Đây mình sẽ để lại các bạn xem nhá. Để thế nào đỡ nó bị chập cháy hết cả cái bo mic của mình. Thì đây thì mình vẫn đang để cái âm lượng vẫn như cũ nhá. Đây, vẫn như cũ này, không thay đổi bất kỳ cái gì này. Revert mình vẫn tắt đi này. Và bây giờ mình sẽ thử lại nhá. Mình sẽ để chỗ nào cho nó đỡ bị đè cái mạch này, nó bị gãy các bạn ạ. Ở cái FB2X này thì mình thấy cái tiếng mic của mình thì nó sẽ được giảm xuống một xíu. Không biết là nó có phải là do cái mạch chống hú hay không. Để mình sẽ thử lại nhá. Mình vẫn đang tắt revert ở trên này nhá. Chưa thử cái chức năng revert ở trên cái bo mạch này đâu. Mình đang thử cái chức năng chống hú cái đó. F3 tiếp theo là model thứ 3 nhá. Alo, 1, 2, 3, 4, 6. Alo, 1, 2. Ở cái model này thì mình thấy nó sẽ giảm nhỏ cái tiếng của mình xuống các bạn. Alo, 1, 2, 3, 4, 6. Thứ 4 nhá. Để xem thử thế nào. Alo, 1, 2, 3, 4, 6. Chỉ mic vào con này. Ở cái 4 này thì nó sẽ chống hú hoàn toàn luôn này. Đấy, chỉ mic vào không bị hú giống như mà ban đầu quan để nhá. Hồi nãy là mình quên các bạn ạ. Mình quên là mình làm một cái công tắc ở chỗ này để mình so sánh các bạn xem là về chức năng chống hú của cái mạch này. Ở đây mình thấy là cái âm lượng của mình được tăng lên rất là nhiều. Cái âm lượng của micro của mình ấy được tăng lên khá là nhiều các bạn ạ. Nên là nó rít vào đây thì nó vẫn bị hú này. Vẫn bị hú nhưng mà nó cắt ngay luôn. Nó không phải là nó hú rít dài kéo dài đâu ra nhá. Mà nó rít một phát là nó cắt luôn các bạn ạ. Mình sẽ phải thử với chức năng revert nhá. Để xem thử thế nào. Đó. Revert thì mình sẽ giảm cái tiếng mic xuống nha. Alo, 1, 2, 3, 4, 6. Wow. Cái revert này thì mình thấy nó kiểu như là nó ở trong một cái phòng ấy, phòng kín luôn. Nên là mình sẽ điều chỉnh giảm ở chỗ này này, tăng giảm ở chỗ này này. Đó, giảm kịch kim này. Đây là mình giảm kịch kim nhá, không có revert này. Bây giờ mình sẽ test thử là có revert này.
Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo. Đây là đang có reverb nha các bạn. Mình thì mình không hát đâu. Đó, tăng reverb lên một xíu này. Đấy, thì cái đây là cái reverb này. Chỗ này là chỗ sẽ delay reverb nhá. Mình sẽ giảm đi này. Đó. Nếu mà các bạn để cái delay nó cao lên ấy, y như kiểu ở trong cái phòng, một cái phòng phòng rộng ấy. Đây, tăng lên này. Chỗ này này. Revert nha, mình sẽ tăng cái revert lên tiếp này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Hiện tại thì ở đây thì mình đang để chức năng là revert các bạn. Thấy chức năng revert này tương đối là hay đấy. Mình thấy cái chức năng revert này tương đối là hay đấy các bạn ạ. Nó hơi vòng vòng khá là hay. Alo, 1, 2, 3. Cái này phải thuộc anh em nào phải biết điều chỉnh cái này cơ. Phải điều chỉnh được cái volume revert này này. Nhưng mà trên cái mạch này nếu như mà mình nghĩ mà điều chỉnh bằng cái tu vít ở cái con trở này thì biến trở này thì mình nghĩ bên này nên cải thiện là hai con biến trở vằn vằn theo kiểu này này. Đấy, để mà lúc mà lắp vào âm ly ấy thì có thể lắp vào cái biến trở vằn ở ngoài. Còn cái này mà bỏ trong cái âm ly thì không thể nào điều chỉnh ở đây. Thì mỗi người một dòng hát mà. Nên là cứ mỗi lần phải điều chỉnh cái này thì nó không được tiền lắm các bạn ạ. Đây các bạn thấy này, ở đây thì mình để cả reverb này, cả chống vũ này. Thì hiện tại mình thấy cái âm lượng mic của mình được cải thiện rất là tốt các bạn ạ. Và cái chức năng chống vũ mình thấy hoạt động rất là ok. Khá là ok đấy các bạn ạ. Đó, reverb mình để đây nhá. Đấy, ở trên mạch thì mình tắt reverb đi này. Ví dụ như mình tăng cái reverb ở trên mạch lên nhá. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, kèm theo cả cái reverb ở trên cái mạch này nữa thì khá là hay đấy. Tắt cái reverb của trên mạch của mình này. Alo, 1, 2. Các bạn thông cảm nhá, mình thì hát không hay nên là mình sẽ không hát trên này đâu. Hát trên này anh em ném đá mình chết. Bây giờ mình sẽ tắt cái reverb ở trên cái mạch này đi nhá. Đó, mình sẽ test thử xem nó có bị khô tiếng hay không nhá. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Đấy. Không khác gì nói chay luôn các bạn ạ. Không có một cái tiếng vang nào, cũng không có một cái âm thanh nào nó hay luôn. Đây, mình sẽ bật lên này. Sẽ thử nhá. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Nó cải thiện lên rất là nhiều các bạn ạ. Đấy. Cái này thì mình tắt hết đi rồi nhá. Tăng tiếng cái này một xíu này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Các bạn cứ điều chỉnh lúc nào mà phù hợp nhất với các bạn là được. Ví dụ như tăng delay đây này. Đấy nhá. Thì ở đây là mình đang bật cái reverb đây nhá. Bây giờ mình sẽ tắt đi này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2, bật lên này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, nó khác biệt hoàn toàn luôn các bạn. Và cái chức năng chống hú này thì hoạt động khá là ok. Alo, 1, 2, đó. Nó nâng cái tiếng mic của mình lên các bạn ạ. Bình thường thì cái bo mạch của mình nó bị... cái tiếng mic nó khá là nhỏ, nhưng mà gắn cái này vào thì mình thấy nó nâng tiếng lên một xíu. Đấy, tắt đi này. Alo. Tắt đi thì cực kỳ khô khan luôn. Ok, thì mình vừa mới test thử và hát thử xem để mình cảm nhận về cái mạch này. Thì trước tiên thì mình sẽ đánh giá về những cái ưu điểm của cái mạch này nhé. Sau đó thì mình sẽ đánh giá về cái nhược điểm của cái mạch này. Về cái mạch này thì mình thấy cái ưu điểm của nó là nó có thể nâng được cái tiếng mic của mình nó to lên một xíu quá ạ. So với cái mic zin của mình bình thường ấy thì mình hát thì nó không được to cho lắm. Nhưng mà gắn vai cái mạch này thì mình thấy nó được nâng cái tiếng lên. Thứ hai nữa là mình thấy cái khả năng chống hú của cái mạch này thì nó khá là hoàn hảo. Nếu mà tính điểm với 10 điểm ấy thì mình thấy con này nó khoảng tầm 8-9 nhá. Thực sự thì nó vẫn chưa được hoàn hảo cho lắm. Tại vì là nó vẫn đang có một cái tiếng hú. Nhưng mà cái tình trạng hú ấy nó sẽ bị cắt ngay luôn, chứ nó không bị rít dài ra mà nó hú một phát là nó sẽ cắt đi luôn. Đó là cái ưu điểm của cái bộ mạch này. Thứ ba nữa là một cái ưu điểm nữa là cái reverb này qua này, nó kèm theo có cả một cái reverb. Mình hát thì thấy nó khá là hay so với cái tiếng thô ban đầu. Nếu mà những cái mạch loa kéo của nhà quản hoặc là âm ly của nhà quản không có reverb ấy, cắm cái này vào có reverb thì nó sẽ hay hơn nhá. Ở đây thì cái mạch loa kéo này của mình nó có reverb. Thì đó là tất cả những ưu điểm mà mình thấy ở trên cái mạch này này. Chống hú khá là tốt này. Kèm theo có cả reverb này. Nó có thể nâng được cái tiếng mic của mình lên một xíu này. Và các bạn như các bạn đã thấy ấy, thì mình bật mic lên cũng như cắm nối dây vào thì sẽ không có cái hiện tượng là sôi rè gì cả các bạn ạ. Vẫn im re này. Không có một cái hiện tượng sôi rè gì cả nhá.
Rồi thì về cái nhược điểm của cái mạch này thì đó là mình sẽ có một cái nhược điểm, một vài cái nhược điểm về cái mạch này nhé. Thứ nhất là về cái hai con biến trở để điều chỉnh cái volume của revert này cũng như là delay của revert, thì hai cái này người ta đã thiết kế nhỏ thế này, thì ví dụ như là bây giờ nếu mà gắn vào âm ly ấy, thì mỗi lần điều chỉnh thì phải mở âm ly ra phải điều chỉnh. Cái này thì mình nghĩ bên kia nên cải thiện lại là làm hai cái đường dây ra chẳng hạn, để đấu hai cái kiểu biến trở như thế này này đó, để còn có thể đục khoét ngoài âm ly để gắn ở ngoài, ví dụ hai con thế này này để điều chỉnh ở ngoài nó dễ hơn các bạn ạ, so với là điều chỉnh ở trên cái mạch này, cũng như là cái công tắc on off này sẽ làm một cái mạch riêng, ví dụ một cái bảng mạch riêng thế này này. Trên đây thì người ta đã gắn thế này để cho nó gọn gàng nhất có thể, nhưng mà mình nghĩ là cái bộ điều khiển này, bốn cái này nhá, một cái nút nhấn này, hai cái này này và một cái công tắc on off, thì mình nghĩ là nên làm một cái mạch riêng. Cái này là mình nghĩ như vậy thôi, không biết là nếu mà thay đổi kết cấu thì nó có thể tăng, nó có bị ảnh hưởng gì về cái so với cái mạch này hay không thì mình cũng chưa rõ quá ạ. Nhưng mà nếu mà cái này gắn vào âm ly mà điều chỉnh thế này thì hơi khó, mà gắn ngoài thì nó lại xấu, gắn ngoài thì một cái bảng mạch này lại gắn ngoài thế này, nhiều khi nó chập chạp ấy thì nó bị cháy ngay. Tiếp theo là một cái nhược điểm của cái mạch chống hú này là khi mà nó chống hú ấy, ví dụ như bây giờ mình để cái chức năng chống hú này thẳng hàng này đấy, mình nói to một phát là nó sẽ cắt cái hú đi đúng không? Thì mình nghĩ là ở trên cái mạch này nó sẽ giảm cái âm lượng xuống quan ạ, giảm cái âm lượng xuống để nó tránh cái hiện tượng bị hú. Nên là khi mà mình nói trở lại ấy, thì nó mất khoảng tầm 3 giây thì nó mới quay trở lại cái âm thanh to được. Nó to lên từ từ các bạn ạ. Đấy là cái lúc mà mình nói chay thế này nhá. Ví dụ lúc mà mình không bật nhạc lên ấy, thì mình phải nói khoảng tầm 3 giây, 4 giây thì nó mới to trở lại bình thường được. Mình nghĩ là cái mạch này thì nó sẽ tự động giảm cái âm lượng của micro xuống để nó cắt cái hú đi. Thì mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà đấy là mình ngồi gần thế này nhá. Còn mà khi mà mình test thử với karaoke, mình đứng xa ra khoảng tầm 1m đến 2m thì mình bật cái revert này lên này, đấy, tăng cái tiếng revert này lên một xíu, hoặc là điều chỉnh chỗ này cho nó phù hợp ấy, thì mình thấy hát thì nó không bị mất cái, không bị cái hiện tượng đấy nữa, không bị cái hiện tượng mà nó bị giảm cái âm lượng của micro xuống rồi một tí thì nó sẽ tăng lên khi mà cái nó cắt hú ấy, thì cái hiện tượng đấy nó sẽ bị mất đi nhá. Tại vì là nó không cắt cái tiếng hú này này, đứng xa ra thì nó tiếng hú nó nhỏ ấy thì nó sẽ cắt rất là nhanh. Nên là ở đây thì mình sẽ không bị cái hiện tượng nó giảm cái tiếng đi. Đó là một cái nhược điểm, cũng một vài cái nhược điểm về cái mạch này. Tổng quan lại thì về cái chức năng hoạt động cũng như là cái khả năng làm việc của cái mạch này thì mình thấy rất là ok so với giá tiền nha các bạn. Gắn vào thì nó chống hú rất là tốt đấy. Kèm theo thì có cả cái revert này này, tương đối là hay. Cái này thì hôm nào mình sẽ gắn vào âm ly và làm một video tiếp quan xem nhé. So sánh ở trên âm ly và mạch loa kéo thì nó sẽ như thế nào, và cảm nhận của mình thì sẽ đánh giá về cái mạch này như thế nào thì mình sẽ làm tiếp một video nhé. Còn bây giờ các bạn muốn mình mở hộp hay là trải nghiệm những cái sản phẩm nào hay là chế tráo sản phẩm nào, các bạn cứ comment ở bên dưới video. Và đừng quên là đăng ký kênh Review TV cũng kênh chế đồng hồ mình nha. Chào các bạn.